Năm 12 tuổi, cơn sốt bại liệt đã khiến hồ em bị liệt nửa người. Mẹ em vừa hái rau mưu sinh, vừa phải chăm sóc con. Không muốn mẹ mãi khổ cực vì mình, nên hồ em đã bền gan tập luyện cho đến khi tự đi tập tễnh phụ mẹ việc nhà. Rồi lần đó, ngồi buồn nên hoàng em đục đẽo gọt giũa những thanh tre thành những món đồ nho nhỏ tặng bạn bè. Độ tinh xảo, cầu kỳ của sản phẩm đã thu hút nhiều người đến hỏi mua. Điều này khiến hồ em đi đến quyết định làm đồ thủ công mỹ nghệ bán để phụ mẹ tiền trang trải cuộc sống. Hồ em chọn tre trúc để thực hiện ước mơ của mình, bởi ngày xưa khi cha anh còn sống đã dạy anh cách đan lợp tre bắt cá. Ngoài ra, cấu tạo của sớ và vân tre có thể khiến anh dễ phả hồn tạo dáng cho sản phẩm. Tôi chọn tre trúc là cây tre là gắn liền rất là gần gũi với người dân Việt Nam mình, nó là hồn dân tộc. Và cái sử dụng mình sơ chế để mà mình tạo ra sản phẩm cũng rất là dễ. Từ những các sớ tre, các quan tre mình ghép cũng rất là dễ khớp với nhau. Rồi là mình cũng không có cần nhiều cái công cụ đó, mình sơ chế nó làm rất là dễ. Chỉ cần dao, cưa, búa đơn giản là mình có thể sơ chế cây tre trúc này được rồi. Rồi từ đấy, óc sáng tạo đã điều khiển đôi bàn tay tài hoa biến những tre trúc vô tri thành những món đồ tí hon sống động vô cùng như nhạc cụ, ghế xoay, cây viết, móc khóa, nhà rông, nhà sàn, bông sen, radio, chậu hoa. Mỗi sản phẩm có giá dao động từ vài chục ngàn đồng đến vài triệu đồng. Anh Hồ Em cho biết, do sản phẩm có kích thước nhỏ, lại nhiều chi tiết nên rất khó chế tác, phải tính toán đến từng ly, sao cho khi khoan vào phải khớp với nhau, nếu không sẽ dễ bể hoặc mẻ. Mặc dù cổ không thể xoay được, nhưng anh Hồ Em vẫn chịu khó cân chỉnh từng chút kích thước cho đến khi thành sản phẩm hoàn chỉnh, rất đẹp, bắt mắt, chẳng những thu hút khách hàng ở trong nước mà còn ở cả ngoài nước. Đa số khách đặt hàng qua Facebook, Zalo. Sản phẩm của anh làm ra không kịp bán. Độ phản hồi của khách thì khách phản hồi rất là tốt. Điều đó là mình thấy phấn khởi và có động lực thêm để mà mình làm thêm các sản phẩm tốt hơn nữa, đẹp hơn nữa. Và ước nguyện đầu tiên là mình cho cái sức khỏe của mẹ con được khỏe mạnh, rồi mình sẽ sáng tạo các sản phẩm mới, mẫu mã mới đẹp hơn. Bên cạnh đó thì nếu mà các bạn mà đồng cảnh ngộ có cái sự yêu thích nghề đó, mình có thể truyền nghề miễn phí cho các bạn. Cứ vậy, hơn 10 năm dài, vị phù thủy mãi mê dốc hết tâm sức cho từng sản phẩm. Bởi đối với anh, đó vừa là niềm vui, vừa là thu nhập, giúp anh từ một người phụ thuộc vào mẹ trở thành điểm tựa vững chắc cho mẹ già.